Si Quyền Linh khoe được con gái lọ lem hộ tống đi làm. Trên trang Golden Moon Network mới đây có đăng tải hình ảnh video MC Quyền Linh chở con gái lớn cùng tới chỗ làm. Ngay khi vừa đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm và thảo luận của công chúng. Bức ảnh được đăng tải là khoảnh khắc lọ lem xuất hiện bên bố Quyền Linh do người qua đường ghi lại nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, Quyền Linh mang dép tổ ong, diện quần jean, áo thun đỏ mang logo mái ấm gia đình Việt, chương trình thiện nguyện mà nam MC đang dẫn dắt. Còn lọ lem diện trang phục màu hồng ngọt ngào kết hợp cùng mái tóc dài đen nhánh thướt tha chuẩn thục nữ. Con gái lớn nhà Quyền Linh nổi bật với chiều cao khủng đã vượt qua bố. Trước đó, khi dẫn dắt các chương trình mang ý nghĩa nhân văn như Hát cho ngày mai, Mái ấm gia đình Việt, MC Quyền Linh nhiều lần cho biết hai con gái thường xuyên cùng cha làm các chương trình nhân văn. Anh mong muốn tạo cơ hội để các con hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống, biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh. Phía dưới bài viết, MC Quyền Linh để lại bình luận hôm nay được con gái trở đi làm khiến khán giả vô cùng thích thú. Có thể thấy, nam MC đã vô cùng hạnh phúc khi được con gái hộ tống đến buổi làm việc dự án của Mái ấm gia đình Việt. Lọ lem tên thật Mai Thảo Linh sinh năm 2006, cô bé là con gái lớn của MC Quyền Linh. Lọ lem cùng em gái hạt rẻ đều sở hữu ngoại hình nổi bật khi bước sang tuổi trưởng thành. Ở tuổi 17, nhan sắc của lọ lem được nhận xét là ngày càng trổ mã với những đường nét nổi bật và bắt mắt. Với ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao khủng, lọ lem nhà Quyền Linh được nhiều khán giả ủng hộ ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc và có thể trở thành một ứng viên đáng gờm.